Xin chào các bạn, bây giờ tôi chuẩn bị đến Indonesia để gặp cá heo. Hiện tại tôi không chỉ là người cá mà còn là người nhái được thế giới công nhận do hai tổ chức bơi lội lặn biển lớn nhất hành tinh là BDIC và Buddy. Và các người cá nổi tiếng hiện tại họ cũng chỉ là đàn em đệ tử của Tiun. Việt Nam may mắn vì có Tiun là người cá duy nhất đã đi vào lịch sử bơi lội lặn biển thế giới với kỷ lục bơi hơn 2 vòng trái đất. Nhưng nhiều năm qua Tiun chưa từng để báo chí quảng cáo. Sắp tới đây, vào năm 2020, Tiun mới khẳng định cho các bạn thấy là mình sẽ tham gia chương trình phát kỷ lục nín thở lâu dưới nước 17 phút tại Mỹ với sự chứng kiến của tạp chí Báo Khoa Học. Còn bây giờ Tiun vẫn ở Việt Nam để dạy bơi người cá và có thêm thời gian để rèn luyện cho bản thân. Như dự định năm nay Tiun sẽ đi Singapore liên kết phát triển với hội người cá bên này. Thì sự cố xảy ra là vẫn chưa kêu gọi xong một số động vật hoang dã, quý hiếm. Thì tôi muốn làm xong những cái ký sự về những cái loài vật ở Việt Nam này, tôi mới rảnh rang để đi làm những cái việc liên quan đến người cá. Nên tôi chỉ có thể ghé ngang Singapore để đến Indonesia bơi lội lặn biển với cá heo. Sẵn thông báo cho các bạn biết, tôi tiếp tục dạy bơi người cá miễn phí ở quê hương mình thêm 2 năm nữa nha. Nhưng chỉ cho những ai mua đuôi tiên cá của tôi thôi. Các bạn biết đó, mức lương trung bình của một người cá là 63.000 đô. Còn Tiu là master của master người cá nên là vô giá. Bởi vậy tôi dạy bơi không quan trọng là tiền bạc nữa. Thấy bạn nào có tố chất sẽ hướng dẫn hết mình. Nhất là những bạn sống chân thật, biết tôn sư trọng đạo và tốt bụng với tất cả muôn loài. Tiu cũng đã mở công ty ở Mỹ về lĩnh vực tổ chức sự kiện người cá, chủ yếu để vận động môi trường. Nên các cơ hội giúp các bạn làm người cá quốc tế ở Việt Nam chỉ có 2 năm nữa thôi. Nói như vậy là các bạn hiểu rồi nhé.